Mình Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm canh tí Ngày này là ngày ất tỵ tháng mậu tý, năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bạo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh phú đăng hỏa ngày ất tỵ tức can sinh chi nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm phú đăng hỏa Kỵ tuổi Kỵ hợi tân hợi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi quý hợi, tân hợi, tân tỵ tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao ngụ phú tốt mọi việc sao ích hậu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao sáu trong ngày gồm có sao kít sát kỵ về xuất hành cưới hỏi an táng xây dựng về nhà cửa sao huyền vũ kỵ an táng sao lôi công xấu đối với xây dựng nhà cửa sao ly sàng kỵ cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chia chở sẽ đem đến cho bạn tuổi Tý một vài lời đề nghị thú vị khiến cho bạn phải cân nhắc. Tuy nhiên, bạn tuổi Tý đừng có vội nói ra những lời đồng ý cần phải cho mình thời gian để suy nghĩ và tính toán xem lối rẽ mới có thích hợp với mình hay là không. Cái điều quan trọng là bạn tuổi Tý có yêu thích những lời đề nghị ấy hay không và sẵn lòng để dẫn bước hay là không. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc thủy. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý có thể sẽ xảy ra khắc khẩu. Cho nên bạn cần phải chú ý tránh xung đột với bạn bè, người thân hoặc là một nửa của mình. Tuy nhiên, việc này không nên để căng thẳng kéo dài. Và bạn tuổi tí, bạn có thể kiểm soát bằng việc nói lời xin lỗi nếu như cảm thấy cần thiết. Và ngày này đối với bạn tuổi tí, bạn mệnh nên nhớ rằng không nên khởi tạo, tạo tác, và kỵ nhất là chôn cất, sửa màu mã, đóng thọa đường. Vài tử vi tuổi giáp tí thuộc kim, hãy lắng nghe tiếng nói trong lòng bạn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy chớ diễn đạt cụ thể mong muốn của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa chớ tiết lộ kế hoạch dài hạn của bạn cho bất cứ ai. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ khó khăn trước mắt còn rất nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc bạn không có nhiều thời gian để lãng phí cho những việc không đáng. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp bốn sao tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Sửu thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trong ngày này, những gì đặc trưng của bạn sẽ được bạn tự tin thể hiện ra ngoài với sự hỗ trợ của cục diện ngũ hành tam hợp phù trợ. Điều này khiến cho bạn tuổi Sửu dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng. Do đó, dù là với tình yêu hiện tại hay là đang tìm kiếm một tình yêu mới, bạn tuổi Sửu đều dễ dễ dàng khiến cho họ không thể thoát khỏi sức quyến rũ của bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Đây là ngày mà với bạn tuổi Sửu rất vất vả nhưng cũng rất vui để có thể đạt được cái đích cuối cùng mà mình mong muốn. Và với bạn tuổi Sửu cũng đừng trông mong những kết quả đến một cách quá dễ dàng muốn có được những thành quả giá trị thì đầu tiên bạn phải cố gắng trước cái đã. Cái điều quan trọng đòi hỏi bạn trong ngày hôm nay chính là sự nhận nại. Vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tương sinh cho thấy với bạn tuổi Sửu có thể chia sẻ tâm sự và nhận được sự thấu hiểu của ai đó và hôm nay là ngày để cho bạn tuổi sửu tái tổ chức lại mọi thứ sắp xếp lại cuộc sống sau những ngày vội vã bận rộn về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim hãy nhìn nhận ai đó bằng khuôn mắt khách quan hơn từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy vấn đề nằm trong chính việc bạn quá chủ quan, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa, nhớ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, nên nhạy cảm hơn chút nữa để hiểu ý của đối phương. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, bạn có nhiều lợi thế hơn người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cho nên bạn tuổi dần đang cảm thấy thường xuyên khó chịu bực tức có nhiều việc trái ý nghịch lòng và hôm nay với bạn tuổi dần bạn nên nhận chút nhiệt thiệt thòi về mình hơn thì mới mong có được kết quả êm đẹp trong ngày này với bạn tuổi dần may là bạn lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh dự báo cho bạn tuổi dần sẽ có một ngày sẽ trông đợi những điều tuyệt vời đến với mình có những điều bạn tưởng chừng như khó có thể tin được là sự thật nhưng thực tế đó là do nỗ lực của bạn trong suốt thời gian vừa qua mà có được đây cũng chính là ngày để cho bạn tuổi dần gặt hái được thành quả giá trị mà bạn có được xứng đáng với mình và trong ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi dần, ngũ hành tương sinh báo hiệu cho bạn tuổi dần đang có được niềm vui về tình cảm. Bạn có được chỗ dựa về tinh thần rất chi là tuyệt vời, nhất là trong những lúc bạn cảm thấy thiếu sự tự tin hay là cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Bạn hãy quý trọng tình cảm và mối quan hệ mà bạn đang có, nhớ là tận hưởng từng giây phút tuyệt vời đó bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy không nên cho ai lời khuyên. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa cảm nhận của bạn không đúng. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ tránh nối điều bạn không hiểu rõ. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc ai đó có lý do chính đáng không quan tâm bạn được. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim có thể bề ngoài một việc ổn thế thôi. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần. tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đang có được báo hiệu khá chi là thuận lợi vấn đề là tiền nong nhờ có được thiên tài trợ lực mà bạn tuổi Mão bắt đầu thoát được những rắc rối liên quan tới tiền bạc có những người còn có thêm được nguồn thu nhập đáng kể nhờ công việc làm thêm nghề tay trái của mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh, dự báo cho bạn tuổi Mão đang có được tin vui trong chuyện tình cảm. Bạn tuổi Mão, bạn không trông đợi quá nhiều, nhưng may mắn là mọi việc đều được như ý và với bạn tuổi mão, bạn cũng đừng vì thế mà chủ quan, tình yêu cần phải cả hai người vun sới. Nếu thời gian qua bạn quá bận rộn thì lúc này với bạn tuổi mão nên dành thêm thời gian để được ở bên người ấy nhiều hơn. Bên cạnh đó, tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão cho thấy ngày này nhân thần ở trong miệng khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bạn tuổi Mão nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa châm chích ở các vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, niềm tin sẽ mang lại cho bạn nhiều chiến thắng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, hãy vượt qua nỗ lực sợ hãi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, có nhiều việc diễn ra như mong đợi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, lắng nghe cũng là cách để cho bạn học hỏi. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, có tin vui về tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. tử vi tuổi thìn thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang lại cho bạn tuổi thìn có được những cảm giác hài lòng với hiện tại. Và bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay, nhất là khi bạn chẳng có gì phải bận tâm lo lắng, bạn hãy ngẩng cao đầu và tự tin dẫn bước, bạn sẽ thấy mỗi ngày đi co là những khoảnh khắc thật là vui vẻ, hào hứng và rất chi là tuyệt vời. Bạn cũng chính là nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh mang lại dấu hiệu tốt cho sức khỏe của bạn mệnh. Nhất là đối với những ai đang chịu khó điều chỉnh lại lối sống của mình trong thời gian vừa qua thì càng thấy rõ sự cải thiện với bạn. Và ngày này đối với bạn tuổi thìn, vị trí thai thần nằm ở phía ngoài phòng bếp và bếp lò, giường ngủ của thai phụ. Do đó, với bà tuổi thìn, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc hoặc là tiến hành đục đẽo, sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ được quý nhân giúp sức. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ, cuộc sống có thêm nhiều niềm vui. Từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, các thành viên trong gia đình thiếu sự hòa hợp. Từ vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, công việc càng lúc càng hanh thông. Từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, sức khỏe của bạn được cải thiện. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm Năm sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai, ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang có được sự hỗ trợ của chính quan chiếu mệnh cho nên với tinh thần trách nhiệm cao, bạn tuổi tỵ sẵn sàng sắn tay áo lên để giải quyết những nhiệm vụ được giao. tuy nhiên, bạn tuổi tỵ bạn cũng đừng quên rằng gia đình là rất quan tâm mong muốn sự lắng nghe và chia sẻ của bạn. buổi tối với bà tuổi tỵ hãy dành thời gian để trở về nhà và quan tâm tới mọi người nhiều hơn. Trong ngày này với bạn tuổi tỵ, bạn lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn tuổi tỵ đang có điểm báo không được ổn định, trong lòng thường có cảm giác bất an. Tuy nhiên, với bạn tuổi tỵ, nếu bạn để ý cơ thể của mình và tìm cách nghỉ ngơi sớm thì sẽ sớm được hồi sức và mọi việc lại trở lại ổn định, guồng quay của công việc. Với bạn tuổi tỵ, bạn nên ngủ một giấc, thay đổi bản thân một chút để làm mới tinh thần bằng cách làm kiểu tóc mới, mua những món đồ mới, giúp cho bạn thay đổi phong cách, cũng giúp cho tinh thần của bạn được xoa dịu và dễ chịu hơn rất chi là nhiều. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, công việc có phần được hanh thông, thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tình cảm không phải là mối ưu tiên hàng đầu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc nhận được sự giúp đỡ từ ai đó từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim dễ gặp được quý nhân từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy bớt ương bướng cuộc sống của bạn sẽ được hạnh phúc hơn vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có tam hội phù trợ báo hiệu gia đình của bà tuổi ngọ đang rất chi là hòa hợp bạn đừng quên rằng dù công việc của bạn rộn đến mấy đi chăng nữa bạn cũng không thể thở ơ với những người thân yêu trong gia đình của mình được và với bạn tử ngọ, bạn hãy cho họ thấy bạn yêu họ đến mức nào và họ không bao giờ cô đơn vì có bạn. Gia đình là nơi để xoa dịu, mọi căng thẳng, nỗi buồn phiền và với bạn tuổi ngọ đừng quên điều đó. Và trong ngày này đối với bạn tuổi ngọ có những thứ cảm xúc tiêu cực do ảnh hưởng của thiên quan gây ra nếu chân bạn ở lại và trách nhiệm của bạn tuổi ngọ là dụ bộ chúng để bước vào một tuần mới đầy tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Bạn tuổi ngọ đừng để bị mất lập trường bởi bất cứ sự tác động nào từ phía bên ngoài, nếu không bạn khó lòng có thể hoàn thành được bất kỳ công việc nào quan trọng. Và với bạn tự ngọ, sau một ngày làm việc hiệu quả, bạn nhớ rằng đừng quên chăm sóc cho bản thân mình bằng một bữa ăn ngon, một buổi tối thư giãn, bình yên bên người mà mình thực sự yêu thương rất nhiều. Và bạn tự ngọ, nếu bạn nghĩ về việc cùng nhau đi đến một tiệm nào đó thì cứ thử đi thử một món ngon nào đó, đây cũng chính là thời điểm thích hợp với bạn và tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim có người làm cho bạn bực mình tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nóng vội trong quyết định sẽ dễ sai lầm tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa tránh đánh giá sự việc một cách chủ quan tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ thiếu một chút may mắn để có được điều bạn muốn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nhất định không được bỏ qua và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Lúc này cho thấy bạn tuổi mùi nên ưu tiên những công việc liên quan tới gia đình, dọn dẹp nhà cửa, gặp gỡ những người thân trong gia đình, xem xét những công việc cần phải giải quyết. Chính là những điều bạn cần phải làm nếu bạn muốn có một ngày đầu tuần làm việc hiệu quả với mình và với ba tuổi mùi bạn đang có được những ý tưởng sáng tạo không ngừng nghỉ và ngày hôm nay đặc biệt tốt cho những ai làm việc liên quan tới nghệ thuật hoặc là những ngành nghề tự do với bạn tuổi mùi bạn có được một ngày làm việc hiệu quả đúng là điều mà ai cũng mong ước một ngày đầu tuần được như vậy Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày họa thổ tương sinh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi mùi đủ sự nhạy cảm cần thiết để có được những quyết định đúng đắn trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn chỉ giải quyết được những công việc của mình thôi, chứ không thể hỗ trợ được cho người khác vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim hãy thực tế hơn trong mục tiêu của mình tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy đừng tức giận khi bạn làm điều gì đó không như ý tử vi tuổi kỵ mùi thuộc hỏa tránh việc gây thêm áp lực cho bản thân tử vi tuổi tan mùi thuộc thổ có những vấn đề cần phải ngồi lại bên nhau tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc tình yêu hài hòa như mong đợi Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. tử vi tuổi thân thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có lục hợp mang lại nhiều điều thuận lợi cho bạn tuổi thân. Và lúc này với bạn tuổi thân, bạn có được cơ hội thể hiện sự thông minh, lanh lợi, tư tưởng thoáng đạt của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi thân cũng đừng mong cầu ai đó cũng sẽ đáp lại điều tương tự như thế đối với bạn vì cách nhìn nhận cuộc sống của họ không hoàn toàn tương ứng với bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có tác động của kiếp tài gây họa, cho nên bạn tuổi thân làm việc gì cũng cảm thấy thấy cảm giác khó thành, tinh thần của bạn dường như không được tốt cho lắm. Vậy thì bạn hãy cho mình cơ hội được nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn về cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thân bạn lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc cái điều này làm cho bạn tuổi thân đang có điểm báo làm gì cũng dễ mắc sai sót vì thế thay vì cố gắng làm nhiều thì bạn nên chọn cách làm ít đi nhưng thực sự phải chất lượng đừng có vội vàng vì chúng càng khiến cho bạn khó tiến bộ và nhanh nạn trí nữa về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy vợ chồng đồng sàng di mộng tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa nên tìm cách hóa giải những mâu thuẫn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ tin vui về tài lộc báo về tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ gặp nhiều chuyện may mắn tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim không phải lo lắng về tiền bạc về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, tỷ Dậu xịu phù trợ, cho nên bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu cái chuyện tình cảm của bạn đi đúng hướng. Về phương diện này, bạn tuổi Dậu hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của con tim mình. Đã đến lúc bạn nên tạm quên phần lý trí của mình và cho đối phương một cơ hội trong ngày này đối với bạn tuổi dậu bạn đừng tăng thêm căng thẳng không cần thiết cho đời sống của mình và nhất là khi với bạn tuổi dậu đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới vận trình của bạn đây cạo cũng là lúc mà bạn tuổi dậu cần phải vượt qua vươn tới những mục đích mới vượt qua những chướng ngại vật để khẳng định được bản thân mình thế nên đừng có nghĩ ngợi về những chuyện mà bạn không thể nào thay đổi được ngày này đối với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có họa kim xung khác cho thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi dậu trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm thay vì cố gắng làm thêm việc này việc kia thì bạn nên nghỉ ngơi sớm hơn chỉ khi bạn ngủ đủ giấc thì cơ thể của bạn mới khỏe lại được đủ sức thực hiện những mục tiêu của mình vài tử về tuổi ất dậu thuộc thủy, công việc không được thuận lợi. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, tình cảm nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, tình cảm càng ngày càng hài hòa. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, học cách quyết định thật nhanh. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, nhiều vấn đề thuận lợi. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tuất trong ngày hôm nay đang có được cơ hội lập ra những mục tiêu cao hơn cho mình và hoàn thành chúng khi có sự giúp đỡ của chính ấn. Bởi vì vậy, đây sẽ là một ngày làm việc hiệu quả với bạn. Bạn tuổi Tuất bạn là một người làm việc chăm chỉ và thông minh, hạn nhìn, bạn sẽ không gặp khó khăn để có thể chinh phục được những mục tiêu mới và bạn cần phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa. Ngày này đối với bạn tử tuất, bạn lại đang gặp ngày có họa thổ tương sinh. Cái điều này mang lại cho bạn tử tuất có được một ngày thoải mái, vui vẻ trong cái mối quan hệ của bạn mệnh. Thậm chí, chút hiểu nhầm trước đây cũng được hóa giải khi bạn thẳng thắn nói ra và được đối phương lắng nghe. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn mệnh tuổi tuất, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên ưu tiên những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều may mắn trong công việc cũng như là có được lộc về tay mình. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa một số điều trở thành hiện thực. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ nghiêm túc thực hiện mục tiêu đã đề ra. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tránh mong đợi quá nhiều. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim nhiều niềm vui nhô nhộ đến từ việc bạn giúp đỡ người khác. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy sự tự tin của bạn thực sự cuốn hút. và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ hai này sự nghiệp. 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Hợi thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Hợi, chua chúng ta thấy là với bà tuổi Hợi trong ngày này nếu không thận trọng trong lời ăn tiếng nói lại cộng thêm ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ Hợi cho nên với bạn tuổi hợi rất có thể sẽ thốt ra những gì đó mà không chủ đích nói ra và khiến cho đối phương bị tổn thương. Mọi việc diễn ra như thế nào không phải là do hoàn cảnh, vậy mà còn do cách bạn ứng xử nữa. Vì vậy, bạn tuổi hợi nên thận trọng và khéo léo hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi hợi, dù thương quan chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi hợi vừa cảm thấy dễ bực mình, cộng thêm bị quá tải bởi công việc hay những trách nhiệm đời thường. Tốt nhất là với bà tuổi hợi nên tìm đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, đặc biệt là những người bạn bè thân thiết, họ sẵn lòng để hỗ trợ cho bạn. Bạn cũng đừng nên ôm đồm những trách nhiệm không thuộc về mình, bởi vì như thế bạn sẽ sẽ thêm phần mệt mỏi rất nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày họa thủy xung khắc. Cái điều này không tốt cho các dự định của bạn liên quan tới chuyện tình cảm cũng như là chuyện tiền bạc. Dù bạn đang có ý định cho việc gì thì cũng nên đợi thời điểm khác thích hợp hơn để thực hiện. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ có người nhận xét sai về bạn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ, tránh tâm lý xem thường một sự việc nào đó. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, không nên trông đợi ai đó giúp mình. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, có những vấn đề không thể nào né tránh. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy, học cách độc lập hơn trong suy nghĩ của mình. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.